ruộng này chưa biết đường ra luôn. Wow. Rồi, đàn trắng đang dẫn đầu. Cái bạn này. Rồi, ai đã phát hiện thức ăn rồi. Sắp về đích rồi. Đâu là dĩa thức ăn. Bạn chuột này đã chiến thắng rồi. Nhiều quá. Con gãi mà. Con gãi coi con chuột màu trắng nó tới tới được không? Nhưng có vẻ bạn ấy không thèm ăn thức ăn luôn. Trời, giống như một con rắn gì á.